Nên giờ em sẽ hỏi anh về chủ đề thể thao nha. Bóng đá nha, bóng đá nha. Anh có tự tin không? Anh có tự tin về chủ đề này không? Rất tự tin nha, ok, quá được. Bây giờ em hỏi anh nha, về những cái câu hỏi là cơ bản nhất trong nền bóng đá để anh có trả lời luôn nha. Thứ nhất nè, Ronaldo đang đá cho đội tuyển nào? Argentina. Ok, quá tuyệt vời, trả lời rất là nhanh. Sao mày ngu thế hả? Messi đá đội tuyển nào? Tây Ban Nha. Ôi trời ơi. Rồi, ngoài Messi lên đôi thì anh có biết thêm một cầu thủ nào nữa không? Michael Ballack. Michael Ballack thì đá cho đội tuyển nào? Arab Saudi.